Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi ngồi đây ở chuyên mục Ghế Nóng và bàn những chuyện rất là hot và rất là thời sự. Hôm nay thì ngồi đây cùng với người mẫu Thúy Hạnh, mẹ của hai bé gái rất là dễ thương là Suli Suti. Và câu chuyện hôm nay của chúng tôi sẽ bàn về vấn đề là trường công, trường tư. Chọn trường cho con. Trường quốc tế. Bây giờ lại có thêm trường quốc tế nữa. Thì Hạnh có thể nói sơ qua về cái chuyện là mình đã đưa các cháu đi học những ngày đầu tiên như thế nào được không? Dạ vâng. Hai bé yêu nhà Thúy Hạnh thì đều bắt đầu đi học từ lúc 18 tháng tuổi. Thì thực ra thì đối với cả Thúy Hạnh, Hạnh nghĩ là mình làm sao mình chọn cho con một cái môi trường để cho con có thể học tập vui chơi với bạn bè mà cũng thuận lợi cho cả gia đình nữa. Thì đương nhiên là ai cũng sẽ nghĩ rằng là ôi thế thì phải chọn nơi nào tốt nhất cho con, nhưng thế nào là tốt nhất đó, cái định nghĩa đến cái đâu nó cũng rất khó để mà nói. Vì thế nên là lúc đó thì cả hai bé thì gia đình Hạnh đều chọn cái phương án là làm sao để phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Thì nhà Hạnh chọn một cái trường tư gần nhà thôi, gần nhà để thuận lợi đưa đón, ông bà có thể đưa đón được, ba mẹ cũng có thể đưa đón được. Và đương nhiên là trước khi chọn trường thì cũng phải vào tham quan trường và xem các cái tình hình trong trường là các thầy cô ở đấy dạy như thế nào và trường các cơ sở vật chất ra sao. Ở bên nhà Hạnh thì chỉ nghĩ tới chuyện là gần nhà. Vâng. Và đó là một cái trường mà có uy tín. Dạ. Thế thì Hạnh lại nghĩ sao về chuyện là người ta chọn trường công và trường tư? Theo Hạnh nghĩ là cái việc mà mọi người chạy theo trường công, trường tư hay trường quốc tế thì có lẽ là cái tâm lý của mọi người đều là làm sao là trường tốt nhất cho con. Đấy, cái tâm lý nghĩa là trường công, ví dụ như trường tư thì có thể là cơ sở vật chất sẽ tốt hơn một chút, đầu tư thêm một chút, thì đương nhiên trường tư thì phải đóng tiền nhiều hơn, hoặc là các suất ăn cho các bé có thể đầu tư hơn một chút. Các bé học cũng ít người hơn, thì khi các bé số lượng ít hơn thì các cô sẽ chăm sóc các bé được tốt hơn. Rồi nếu mà trường công thì có thể là đông quá, rồi một lớp có mấy chục bé thì không thể chăm sóc từ hết 40, được. Từ 40, từ 45. Vâng, đấy, rồi các bé lại tự chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà Thịnh nghĩ rằng cũng phải tùy hoàn cảnh gia đình. Tại vì có những gia đình thì họ chỉ đủ điều kiện cho con để học trường công thôi. Thì cũng không thể nào, mà cũng không thể mình nói rằng là trường công là không tốt. Tại vì trường công cũng có rất là nhiều trường đầu tư rất là tốt và cơ sở vật chất cũng như là giáo dục cho các bé rất là bài bản. Trường công thì được một cái sự bài bản nó sẽ khác hơn cái trường tư rất là nhiều. Thế nên Hạnh nghĩ rằng mỗi một cái môi trường sẽ có một cái sẽ có những cái lợi và những cái bất lợi do cho các cái môi trường học tập khác nhau, nên mình cũng phải suy nghĩ là sao cho nó phù hợp các bên để lựa chọn các bé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một tiểu phẩm sau đây để coi cái chuyện chọn trường cho con nó khó đến mức nào. Dạ vâng. Em tính toán cái gì mà căng thẳng vậy? Thì anh coi đi, còn cái chuyện gì quan trọng mà cái chuyện chọn trường cho con mình nữa. Anh thấy chuyện này cũng đơn giản thôi mà. Nhà mình ở Phú Nhuận đúng không? Mình cứ kiếm cái trường mầm non nào đó ở gần đây cho con gái mình đi, đúng tuyến, gần nhà, quá tiện lợi. Anh nói vậy nghe sao được? Em á còn tính cho con học trường tư hoặc là một cái trường quốc tế nào đó, để lỡ sau này nó đi du học nó không có bị bỡ ngỡ. Anh hiểu không? Trời ơi, 10 triệu một tháng lần đó em. Mà chưa kể á, mình còn phải cho con học cái lớp kỹ năng, nghệ thuật, thể thao, rồi mấy cái lớp ngoại khóa. Chưa kể là cái tiền học phí rồi tiền cơ sở vật chất mà nó tăng mỗi năm nữa. Làm sao mình lo nổi, mười mấy năm nữa đó. Em biết là như vậy, nhưng mà giờ mình có một đứa con à, mình phải đầu tư cho nó học trường quốc tế đi. Hơn nữa anh thấy không, con cái của bạn bè em á, toàn được học trường quốc tế không. Con mình thì học một cái trường bèo nhèo. Anh thấy đâu có cần thiết đâu. Con mình đang tuổi ăn tuổi chơi, tiếng Anh bây giờ đâu có xài gì đâu mà cho con đi học. Mà ai nói với em á là chỉ có một đứa, ổn ổn á là sinh một đứa nữa cho anh. Thì bây giờ á mình có một đứa con à, mình phải đầu tư cho nó. Em với anh không có tiền thì mình đi vay, rồi sau đó mình trả có gì đâu. Dạy đâu ra. Em đừng có quên, căn nhà này á là của ba mẹ chứ đâu phải của mình đâu. Vậy không lẽ anh để cho giấc mộng cho con đi du học tan tành sao? Em có cam tâm đâu. Em cứ yên tâm đi, con của mình á thừa hưởng gen của anh với em, bảo đảm nó sẽ học giỏi, nó sẽ tự lấy học bổng đi nước ngoài. Cho con học trường bèo mà đi du học nước ngoài, anh ở đó mà mơ với mộng hả?
Cha nan giải quá. Cái này là Thực ra rất nan giải. Cái chuyện mà chọn trường cho con vào tiểu học còn khó khăn hơn. Thật sự là còn nan giải hơn rất là nhiều. Bản thân gia đình của Thị Hạnh khi mà cho bé bắt đầu vào lớp 1 cũng suy nghĩ mất cả 2 năm. Tức là đấu tranh kinh khủng luôn ấy. Tại vì thực ra cái tâm lý là như thế này. Ai cũng muốn cho con mình những môi trường tốt nhất. Tại vì tuổi thơ của bố mẹ đã không được tốt rồi thì cũng muốn dồn hết cho con. Nhưng vấn đề là ở chính đứa trẻ đấy. Đúng. Ở chính đứa trẻ đấy nó có tiếp nhận được hay không? Nó có tiếp nhận hay không? Có những đứa trẻ thậm chí học trường công, học rất là đông nhưng học rất là giỏi. Tại vì đấy là cái tư duy, cái năng khiếu, cái khả năng của con, nhận thức rất là tốt, con có thể học tốt được. Nhưng có những bé thì kể cả học môi trường tốt đến mấy, giáo viên tốt đến mấy nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, không tiếp nhận được. Chính vì khi mà suy nghĩ kỹ như thế nên là Thịnh nghĩ rằng là thôi, những năm đầu đời nên cho con học trường công lập. Vì sao? Vì con mình là người Việt Nam, ít nhất là phải dành tiếng Việt. Tại vì gia đình bạn bè có nhiều bé đi học trường quốc tế, thì sau khi học trường quốc tế 1-2 năm về thì tự nhiên con mình như con người ta. Tức là nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Về nhà ông bà cũng bảo là ta chả hiểu nó nói gì với ta. Nên Hạnh cứ nhìn tới nhìn lại là không được rồi. Như thế thì gia đình mình chắc là phải cho con mình ít nhất là học vài năm đầu để các con sõi tiếng Việt đã. Để ít nhất là con mình người Việt Nam phải biết viết tiếng Việt, biết đọc tiếng Việt, phải hiểu được tiếng Việt đã. Đồng ý là nếu mà vào môi trường quốc tế thì sau này con sẽ có sự hòa nhập, sẽ là một công dân toàn cầu. Đồng ý chuyện đó, nhưng mà có thể là bắt đầu vào cấp 2. Thì đấy là suy nghĩ riêng của gia đình Hạnh. Nhưng mà lại cũng có một cái quan niệm như vậy nè Hạnh, chị Xuân thấy là hình như là không nói ra nhưng mà các bậc phụ huynh cũng có để ý chuyện là hình như là nghĩ rằng cho cháu học trường quốc tế hầu như cái kết quả là cháu tự tin lắm. Cái đứa trẻ mà 6-7 tuổi học ở trường quốc tế, cháu thoải mái, cháu có thể nói chuyện với người lớn. Cái bình đẳng về suy nghĩ nó rất là quan trọng. Nhưng cũng có một số các bé học ở các trường tiểu học thì nó lại sanh ra cái chuyện là cháu bị lù khù, cháu bị khờ. Em đồng ý với chị Xuân là có những trường hợp như thế xảy ra, đúng như thế thật. Tại vì môi trường nào thì cũng có những cái lợi và những cái bất lợi, những cái điểm tích cực và điểm tiêu cực trong một cái môi trường đấy. Thực ra thì cũng lại là tính cách của mỗi đứa trẻ và sự giáo dục của mỗi gia đình. Nếu như mà các bé học trường công mà gia đình dành nhiều thời gian hơn cho các bé và không gây áp lực cho các bé về chuyện học thì cũng không nhất thiết, không đến mức là bé bị khù khờ đâu. Mà các trường công bây giờ họ cũng đưa các cái tiết học kỹ năng sống vào khá nhiều để cho các con có thể có những cái môi trường học tập. Và các trường công bây giờ họ cũng đưa những cái môn học tiếng Anh và cũng đưa các cái môn giáo dục về kỹ năng sống vào trong trường học rất là nhiều. Chỉ có vấn đề ở trường công ấy thì là đúng, nó chỉ bị là đông học sinh quá thì giáo viên cũng sẽ rất là khó để quản lý tất cả các bé. Mình không thể đổ lỗi cho giáo dục của nhà trường được, mà đây phải là giáo dục của gia đình nữa. Nên là kể cả đi học trường quốc tế cũng vậy, không phải học trường quốc tế mà là con tự tin hoàn toàn, hay là học trường quốc tế thì con sẽ được những cái kỹ năng sống này kia. Nếu như các con học trường quốc tế mà cha mẹ cũng quẳng hết cho trường quốc tế, chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì về sau này bản thân gia đình đấy và những đứa con của mình cũng sẽ bị một cái khoảng cách rất là xa. Đúng rồi. Và sẽ mất cái tình cảm của gia đình những người Á Đông đi. Chứ không thể nào mình nói rằng là vì học trường công thế này, vì học trường quốc tế thế này mà con tôi thành ra thế này, thì cũng không hẳn là như thế. Nó có một cái sự chênh lệch cũng khá lớn về chuyện học phí. Đúng, rất nhiều luôn. Trường công và trường tư. Cái chuyện mà tiền học phí cho con cũng là một chuyện rất là đáng suy nghĩ. Vì các bé không phải học 1 năm, 2 năm mà học 12 năm. Tức là quãng thời gian 12 năm nó rất là dài. Nên mình cũng phải tùy thuộc vào cái như là cái sự chi tiêu của gia đình cũng như là cái kinh tế của gia đình để mà chọn lựa. Vì Hạnh thấy cũng có nhiều người bạn, thực ra thì cái kinh tế gia đình gọi là tạm ổn thôi, nhưng cũng không phải là quá khá giả để có thể cho con học trường quốc tế. Nhưng mà vì muốn cho con trở thành công dân toàn cầu, vì muốn cho con học hành những môi trường tốt nhất, nên họ cũng cố gắng lao theo và đưa con vào các trường quốc tế học. Và kết quả là tháng nào cha mẹ ở nhà cũng lục đục với nhau chỉ vì không đủ tiền để đóng tiền cho con. Tức là phải rất là gồng. Và cũng có những gia đình suy nghĩ rằng là bây giờ ta đang làm được cho con học trường quốc tế, lỡ sau này một vài năm kinh tế gia đình bỗng như có sự xáo trộn thì lúc đấy rút con từ trường quốc tế về trường công, con có học nổi hay không? Hụt hẫng đấy, nó sẽ hụt hẫng. Và có trường hợp đấy rồi, Hạnh biết rằng có những gia đình
cũng khá là khá giả, thậm chí là tiền bạc rất dư giả luôn, nhưng vẫn quyết định cho con học trường công lập. Vì cái quan điểm của gia đình đó, họ nghĩ rằng trường công lập sẽ rèn cho các con thành người. Bản thân bố mẹ cũng đã học trường công lập bao nhiêu năm và thành tài như bây giờ, thì không có lý nào con học trường công lập mà không thành tài được như bố mẹ. Cho cháu đi học vào một trường nào với thời điểm hiện tại không hề đơn giản, thì xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xem tiểu phẩm sau đây. Ta biết hôm nay có cái chuyện quan trọng mà còn rề rà, giờ này chưa về nữa. Mệt quá. Anh đi đâu mà giờ này mới về hả? Anh phải biết là bây giờ phải đi nhanh liền lên để nộp hồ sơ cho con. Thôi đi nhanh lên. Trời ơi, từ từ đi, cho anh nghỉ mệt chút xíu chứ. Em làm gì mà sốt ruột dữ vậy? Anh không biết là cái cuộc đua này tiếp tục đến khi nào nữa. Từ khi em nói là em từ bỏ cái việc mà cho con học trường quốc tế, anh cảm thấy là nhẹ nhõm vô cùng. Tự nhiên bây giờ con vô lớp 1, cái em đòi vũ trang chạy vô trường điểm. Chi mà cực vậy? Anh nói vậy là sao? Cái chuyện học hành của con mình phải đặt lên hàng đầu. Anh phải biết em rất là đau khổ khi từ bỏ cái việc cho con học trường quốc tế. Cho nên bây giờ em mới phải chạy cho con vô cái trường này để học. Anh thấy không có cần thiết. Với lại á, anh ghét nhất á là cái chuyện mà chạy trọt đút lót. Hơn nữa, trường của con học rất là xa, không có cùng hướng với hai vợ chồng của mình, bất tiện lắm. Bất tiện cũng phải chịu, tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Anh thấy em vì em thì đúng hơn á. Em không có quan tâm đến cảm xúc của con, với lại những cái điều kiện liên quan. Con á, nó tâm sự với anh á là nó muốn học ở trường với mấy cái bạn cũ kìa. Cũ mới vậy đây. Anh phải biết á, con nít nó cực kỳ nhanh quên. Mai mốt á, rồi nó sẽ quen thôi. Anh đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện trước mắt á, là phải nhanh lên đi nộp hồ sơ cho con của mình chứ. Thôi bây giờ là đi nhanh đi, không có nói nữa. Trời ơi, anh bó tay với em luôn á. Đâu đơn giản. Tức là Hạnh thấy không, ngay cả trường công á, mà có cái chuyện là cháu vô lớp 1 là phải đặt. Thứ nhất là đúng tuyến nè. Thứ nhất là đúng tuyến, đúng phường. Rồi có chỗ là phải đặt chỗ cho cháu từ lúc cháu mới bắt đầu sinh. Ôi, nó đau đầu quá. Nếu như mà mình cứ cho qua rằng ui giời, con học trường nào cũng được, miễn là được đi học, thì không nói làm gì. Nhưng tâm lý bố mẹ ai cũng muốn thương con mình hết, nên ai cũng muốn cho con vào trường tốt nhất, hoặc trường gần nhà, hoặc là những trường điểm. Mà càng những trường đấy thì những cái suất học càng ít. Một năm học vào lớp 1 chỉ có ngần đấy lớp thôi. Nên là bây giờ cái chuyện chạy trường là chuyện thực tế đang có. Chọn trường cho con như thế nào hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và với suy nghĩ của những bậc cha mẹ. Nhưng chúng tôi mong là hãy để cho các cháu được tự tin, hãy để cho các cháu được học bằng cái khả năng chính của mình, để các cháu có thể trở thành người hữu ích cho xã hội. Mong rằng chuyên mục Ghế Nóng sẽ đón nhận rất nhiều những ý kiến phản hồi, những ý kiến tích cực để góp ý cho chương trình ngày càng tốt hơn. Và chúng tôi mong là quý vị sẽ là những người bạn luôn đồng hành với chuyên mục Ghế Nóng. Cảm ơn Thúy Hạnh và mong sẽ gặp lại Thúy Hạnh ở một cái chương trình sau. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Kim Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.